Con này thì sẽ báo giá cho các bác một dòng sản phẩm Lưu Mighty 27 đăng ký 29 này. Loại này tải trọng 8 tấn nhá. Loại này thì nhà em cũng khá là phổ biến. Nên là các bác làm theo dõi kênh thì cũng có thể biết được cái dòng sản phẩm này. Loại này thì hiện tại trên thị trường đang rất là có giá các bác ạ. Loại máy cơ mà đời chót như này, 27 đăng ký 29 như này thì giá thành của nó sẽ không rẻ đâu. Và em này thì tải trọng 8 tấn. Thùng dài 5m các bác nhá. 17 đăng ký 19 và đang có giá là 795 triệu. Và giá có thương lượng tại salon. Thì bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em để xuống xem xe trực tiếp. Loại này thì cũng không phải bàn gì về xe nhiều, chỉ bàn về giá thôi các bác ạ. Thùng inox mới luôn nhá. Cabin zin đét. Nám dài. Lốp thì tương đối các anh nhá. Quả đẹp, quả cũng bị kém. Đấy, có gì là em chia sẻ luôn. Bác làm thiện chí thì có thể xuống xem trực tiếp. Về những cái lặt vặt thì như là lốp láp thì 1-2 quả kém nó không vấn đề gì cả. Mình mua xe cho mình mua lốp đâu. Quan trọng là thùng mệ, cabin, chassis các bác nhá. Đây, cabin zin hết các bác ạ. Loại Mighty 27 này thì chạy thì nó phải nói là chất lượng cực kỳ cao luôn các bác nhá. Nội thất bên trong còn rất là mới này. Trần chiếc này. Ghế được bọc da. Rất là mới. Nội thất bên trong rất là đẹp. Rất là sáng. Ta bị cửa này. Địa chỉ nhé, tại từ Huế Miêng Nghiên. Nếu bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em nhá. Sẽ tư vấn cho các bác và chỉ đường các bác xuống xem xe. Đấy. Về xe thì cam kết cho bác là không lỗi nhá. Thủ tục hồ sơ giấy tờ đầy đủ, trao tận tay các bác. Taxi này, liên lạc nha. Thùng sàn thì inox mới, đương nhiên đóng, đã lót dầm gỗ này các bác này. Thùng rất là chắc chắn nha các bác nhá. Bác nào cũng biết, các bác cũng biết thùng nguyên rồi. Nhà em những con nào đẹp xuất sắc nhà em toàn đóng mới thôi, cho bác là yêu cái đẹp thì đẹp hẳn luôn, mua xe nó yên tâm. Lốp lạp này, bác nào mà có thiện chí với em nó thì có thể alo cho em. Bác nào mà đang cần bán xe tải hoặc mua xe gì thì cũng có thể liên hệ em nhá, sẽ hỗ trợ các bác. Đây, thùng sàn bên trong này. Inox rất dày dặn và đẹp các bác nhá. Loại này thì đầy đủ đồ hết, chỉ có bàn về tiền thôi. Chất lượng xe thì các bác yên tâm. Đã về đến salon bọn em là đã qua chọn lọc. Lên các bác yên tâm nhá, tiền nào của đấy thôi. Xe rất là đẹp các bác nhá. Chất lượng sản phẩm như mới luôn. Nếu bác cứ so là giá nó đắt thế, nó cao thế, thật các bác là giá thị trường thôi các bác nhá. Và xe đẹp, loại máy cơ này đang rất là có giá, đắt hơn cả máy điện. Đấy, và các bác vẫn ưa chuộng máy cơ hơn, nhiều hơn là máy điện. Sử dụng nó tốt hơn, nó dễ dàng hơn. Và tất nhiên thì giá này là vẫn còn thương lượng nên các bác yên tâm, là cứ thiện chí thì cứ xuống xem xe trực tiếp cho dễ bàn bạc các bác nha. Em này các bác này, Lưu Mighty 27 đăng ký 19 nhá, thùng dài 5m, tải trọng 8 tấn. Em này thì đang có giá là 795 triệu và có thương lượng. Có địa chỉ nhà em tại Từ Hội, Yên Mỹ, Hưng Yên. À, thiện chí thì có thể xuống nhà em xem xe trực tiếp nha các bác nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.